Nga chỉ thẳng địa điểm Trung Quốc triển khai S-400. Theo Southfront, tàu vận tải Nga chở theo hệ thống S-400 đã cập cảng Trung Quốc và chuyển giao vũ khí phòng không tối tuần này cho Bắc Kinh. Southfront dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, hai tàu vận tải xuất phát từ cảng US Tiluk của Nga đã cập cảng Trung Quốc theo đúng thời gian quy định, mang theo các bộ phận của tổ hợp S-400 bao một trạm chỉ huy, các đài radar, ống phóng, bộ phận cung cấp điện và một số thiết bị khác. Nguồn tin cho biết các thiết bị còn thiếu trong tổ hợp S-400 này sẽ được Nga cung cấp bổ sung cho Trung Quốc ngay trong mùa hè này. Đây là chuyến giao hàng đầu tiên trong hợp đồng mua 6 tổ hợp S-400 được Trung Quốc ký với Nga hồi năm 2014, có trị giá lên tới 3 tỷ đô la. Theo các điều khoản ký kết, quá trình hoàn thành hợp đồng chậm nhất là trước năm 2020. Khi nói về địa điểm Trung Quốc triển khai khi được tiếp nhận S-400, chuyên gia phân tích quân sự Nga Igor Krotchenko cho biết là Bắc Kinh có thể dùng tên lửa S-400 để bảo vệ các cơ quan đầu não và triển khai tới vùng biển nước này đang tranh chấp. Theo chuyên gia này, bằng việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Bắc Kinh đã có được sự đầu tư vững chắc cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Ông Korotchenko nói, tôi tin có hai tuyến chính để sử dụng những hệ thống tên lửa này. Các tên lửa sẽ phủ khắp không phận Bắc Kinh, một trung tâm chính trị đầu não và có thể được triển khai tới một trong những vùng biển của Trung Quốc. Bằng việc mua S-400, Trung Quốc đã có được một sự đầu tư tốt. Đồng thời, ông Igor Korotchenko còn lưu ý, S-400 có thể phá hủy rất nhiều mục tiêu, bao gồm cả các tên lửa hành trình và các máy bay chiến đấu loại tàng hình. Việc Nga bán hệ thống S-400 cho Bắc Kinh được đánh giá là có nhiều mục đích khác nhau, ngoài lý do tài chính và chính trị, nguyên nhân chủ yếu là do chương trình nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo giữa Mỹ và Nhật Bản đã kích thích Nga bán hệ thống tên lửa S-400 tối tân cho Trung Quốc. Trước khi Nga bán S-400 cho Trung Quốc, Moscow đã triển khai hệ thống phòng không này tại nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt là tại quân khu phía đông Nga. S-400 Triumph được triển khai tại thành phố cảng Nakhotika thuộc vùng Primorye gần Trung Quốc và Triều Tiên. Nhà phân tích chính trị Hải Dương Sergei Grebenuk khẳng định với RIA Novosti rằng nước Nga đang tăng cường đối ngoại chính trị ở châu Á với những tính toán đến lợi ích của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, trong đó có chính sách quốc phòng mà Trung Quốc đang phát triển gần đây. Vì vậy, việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 sát biên giới với Trung Quốc không khiến cho nước này lo ngại, đặc biệt là khi giữa Nga và Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện hợp đồng S-400 được ký kết hồi năm 2014. Việt Nam sản xuất hệ thống mô phỏng chiến đấu radar P-18M. Theo báo Phòng không Không quân, Sư đoàn 377 tổ chức khai thác tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật được trang bị, đồng thời triển khai nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác huấn luyện kỹ thuật. Năm 2017, Sư đoàn có sáng kiến về phần mềm mô phỏng huấn luyện bằng điều khiển cố định radar P-18M trên máy tính cá nhân đạt giải nhì quân chủng. Sáng kiến thiết bị tự động nạp khí nén vào ống dẫn sóng đài điều khiển C-75M đạt giải 3 cấp quân chủng và đạt giải khuyến khích toàn quân. Thành công là thành quả của sự kết hợp các lĩnh vực toán học, công nghệ thông tin, mô hình hóa, điều khiển học, điện tử, cơ khí cùng với phần mềm huấn luyện mô phỏng radar T-18M. Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng đã phát triển thành công mô hình trường bắn ảo với thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt trên diện tích từ 15m2 đến 30m2. Hệ thống này được tích hợp đầy đủ các tính năng của thao trường thật, vũ khí thật để giải quyết được những vấn đề khó khăn thường gặp trong quá trình học tập và huấn luyện. Được biết, trong những năm qua, quân chủng phòng không không quân được trang bị nhiều loại vũ khí khí tài mới hiện đại. Một số loại vũ khí cũ đã được cải tiến để tăng thời hạn sử dụng, phù hợp với điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Học viện Phòng không không quân chưa được biên chế những loại vũ khí trang bị khí tài như đã nêu ở trên. Để khắc phục những bất cập đó, Học viện đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng công nghệ mô phỏng trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, thiết kế và sản xuất thiết bị mô phỏng phòng luyện tập dẫn đường chỉ huy bay, thiết bị phòng tập luyện chỉ huy bắn cho sĩ quan, chỉ huy phân đội pháo phòng không, thiết bị máy dẫn đường radar P-37, mô phỏng sở chỉ huy kiếp chiến đấu đài điều khiển S-125M1A, sở chỉ huy chiến đấu trung đoàn tên lửa phòng không, dự án mô phỏng tổ hợp tên lửa S-300PMU-1, sáng kiến mô phỏng tổ UK-12TM, đài điều khiển tên lửa PKS-125-2TM. Đặc biệt, Học viện đã thực hiện thành công đề tài cấp bộ quốc phòng về nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị huấn luyện thực hành đào tạo kỹ sư hàng không trên một số hệ thống máy bay Su-27. Việc đưa thiết bị trên vào huấn luyện đã giúp người học được tăng cường luyện tập sát thực tế, khí tài, trang bị, góp phần nâng cao trình độ, khả năng làm chủ khí tài sau khi ra trường, đồng thời giúp đơn vị tiết kiệm được một phần kinh phí huấn luyện,
do giá thành chế tạo thấp hơn nhiều so với thiết bị cùng chủng loại nhập ngoại. Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, theo National Interest, Nhật Bản đang dự định phát triển một loại tên lửa chống tàu mới, hứa hẹn sẽ đẩy mạnh khả năng phòng thủ của Nhật Bản để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công trên biển. Đó là tên lửa XASM-3 có thể phóng ở tốc độ Mach 3, dễ dàng tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chìm tàu mặt nước của kẻ thù. Tên lửa này sẽ là một mối lo lớn đối với Trung Quốc vì nước này muốn tiến ra khu vực Bắc Thái Bình Dương thì buộc phải đi vào tầm bắn của tên lửa. Những tên lửa chống tàu truyền thống như tên lửa hạt Pol của Mỹ và Exocet của Pháp dùng động cơ tên lửa và động cơ phản lực để bay ở tốc độ cận âm. Những tên lửa này được gọi chung là tàu lượn biển vì có thể bay ở khoảng cách trên mực nước biển chỉ 15 feet. Ưu điểm của khả năng bay tầm thấp này là tên lửa có thể giấu mình trước radar, tránh bị mục tiêu phát hiện do độ cong của bề mặt trái đất. Bay càng thấp thì nguy cơ bị phát hiện càng ít. Một hệ thống radar cách mặt đất 60 feet có thể phát hiện ra một tên lửa tàu lượn biển bay ở độ cao 30 feet ở khoảng cách 19 dặm. Giả sử tên lửa hạt Pol bay ở độ cao 10 mét, hệ thống phòng không của kẻ thù chỉ có thể phát hiện được tên lửa này 2 phút trước khi bị tấn công, do đó hầu như không đủ thời gian để đối phó. Việc sử dụng tên lửa cận âm đã trở thành truyền thống của phương Tây cho đến tận gần đây, cho dù các công nghệ mới đã phát triển như tên lửa P-270 Moskit của Liên Xô, nhưng chiến tranh lạnh đã kết thúc trước khi Mỹ, NATO và các nước đồng minh khác có thể đuổi kịp. Vì không có đối thủ tương xứng nào trong suốt những năm 1990, khiến cho việc phát triển tên lửa của Mỹ và phương Tây bị ngưng lại và chỉ được tái tập trung trở lại vào năm 2001. Có nghĩa là tên lửa hạt Pol đã chiến đấu suốt thời gian phục vụ mà không cần thay thế. Tuy nhiên, có một nước vẫn duy trì sự chú ý đến chiến tranh hải quân, đó chính là Nhật Bản. Theo National Interest, Nhật Bản nhận ra người láng giềng và cũng là đối thủ lâu đời của mình đang nhanh chóng nâng cấp chất lượng và số lượng các trang thiết bị hải quân, xây dựng tàu khu trục, tàu đổ bộ và cũng đã bắt tay xây dựng hạm đội tàu sân bay. Hải quân Trung Quốc đã phát triển từ một quân đội gần bờ, chỉ có khả năng hoạt động ở các khu vực gần đại lục thành lực lượng hải quân hoạt động xa bờ, có khả năng triển khai đến tận Ấn Độ Dương và biển Baltic. Hải quân Trung Quốc giờ đây đã lớn hơn lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản, cả về trọng tải và số lượng tàu. Được phát triển từ giữa những năm 2000, tên lửa chống tàu mới XASM-3 hứa hẹn sẽ đi theo hướng chuyển hướng cân bằng quyền lực sang phía Nhật Bản, giống như tên lửa Moskit. XASM-3 sử dụng động cơ phản lực và có tốc độ cực đại trên cả Mach 3. Giống như các tên lửa chống hạm trước đó, XASM-3 cũng bay chỉ cách đầu sóng một chút. Sự kết hợp của hai khả năng về tốc độ và độ cao này khiến cho mọi con tàu nếu bị xác định là mục tiêu sẽ không có đến 30 giây để phát hiện và phản ứng. Theo Naval Recognition, XASM-3 là tên lửa động cơ phản lực thẳng có tầm bắn 92 dặm và rất có thể còn xa hơn thế nữa. Tên lửa này dài 17 feet với trọng lượng gần 200 pound, nhỏ hơn tên lửa Tomahawk và SM-6 của Mỹ. XASM-3 được cho là sử dụng dẫn bắn bằng GPS, có khả năng chuyển sang chức năng tìm kiếm chủ động hoặc thụ động trong giai đoạn đầu cuối. Máy bay chiến đấu đa chức năng F-2 của lực lượng phòng vệ hàng không Nhật Bản sẽ mang được hai quả tên lửa này và tên lửa nói trên sẽ được bắt đầu sản xuất vào năm 2018. Đồng thời, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật được cho là đang có một loại tên lửa mới XSSM. Tên lửa mới này sẽ được trang bị trên các tàu chiến Nhật Bản và tên lửa này có vẻ phù hợp với hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41. Điều này sẽ cho phép các tàu khu trục của Nhật Bản trước đây mang được từ 2 đến 8 tên lửa chống tàu trong bệ phóng. Giờ đây, có thể mang tên lửa XSSM trong hệ thống Mark 41. Điều này giúp nâng cao khả năng hỏa lực chống hạm, khi ngay cả tàu khu trục lớp Takanami cũ cũng có đến 32 hệ thống Mark 41 và tàu khu trục Congo Aegis có đến 90 ống phóng. Hơn nữa, giống như nhiều nước khác, Nhật cũng vẫn duy trì các tên lửa chống tàu trên mặt đất, dù trước đây lỗi thời nhưng giờ đây lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Như vậy, với các tên lửa mới XASM và XSSM, Nhật đã có đến 3 phương cách phóng tên lửa. National Interest cho biết Trung Quốc hiện nay thường xuyên cử lực lượng trinh sát lượn lờ gần chuỗi đảo Ryukyu của Nhật Bản. Chuỗi đảo này kéo dài từ hòn đảo Kyushu phía nam Nhật Bản đến Đài Loan. Tuy nhiên, đây cũng không hẳn là một động thái khiêu khích, vì hai hạm đội Bắc Hải và Đông Hải của Trung Quốc phải đi qua chuỗi đảo Ryukyu nếu muốn tiến ra Thái Bình Dương, nếu không thì phải đi con đường xa hơn là vòng qua Đài Loan. Trong thời bình, Hải quân Trung Quốc
dù di chuyển qua khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản thì cũng có thể viện quyền qua lại vô hại để đi qua vùng biển này. Tuy nhiên, vị trí địa lý của quần đảo Ryukyu cùng với tên lửa chống tàu trên mặt đất với tầm tấn công 92 dặm sẽ gây ra những rắc rối nghiêm trọng đối với hải quân Trung Quốc nếu cố tình qua lại, nếu hai bên có xung đột. Các khẩu đội tên lửa chống hạm của Nhật chủ yếu được đặt trên các đảo có cư dân sinh sống, từ đảo phía cực nam Yonaguni tới các đảo về phía bắc gồm Ishigakijima, Miyakojima, Okinawa, Tokunoshima và cuối cùng là Anamishima, sẽ tạo nên một hàng rào tên lửa chống hạm kéo dài và chồng chéo, khiến kẻ địch không thể nào trốn thoát được. Các tên lửa triển khai trên mặt đất cũng sẽ giúp định hình cuộc chiến. Nếu tàu của Hải quân Trung Quốc tiến đến phía bắc hoặc phía nam để tránh Ryukyu, thì sẽ buộc phải đi vào khu vực của các tàu ngập tấn công lớp Soryu. Tàu tuần tra tên lửa dẫn đường lớp Hayabusa, hai máy bay chiến đấu F-2 được trang bị tên lửa XASM-3. Việc phát triển các tên lửa chống tàu có khả năng hơn sẽ giúp giải quyết được tình trạng mất cân bằng lực lượng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, khiến bờ biển Nhật Bản trở thành khu vực nguy hiểm nếu có chiến tranh mà không cần xây dựng thêm tàu mới, National Interest nhận định. Do đó, khả năng đáng gờm của các tên lửa này sẽ là gáo nước lạnh đối với kẻ địch có ý định đe dọa Nhật. Nga cấp tín dụng mua vũ khí đẩy mạnh công tác thiết kế thử nghiệm với Việt Nam. Thông tin này do ông Alexander Mikiev, Tổng giám đốc tập đoàn Rosoboronesport, chia sẻ với hãng thông tấn Sputnik. Phát biểu trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế vũ trụ Mars 2017, ông Alexander Mikiev cho biết, trong những năm gần đây, Moscow đã dành cho Hà Nội gói tín dụng nhà nước để mua sắm các phương tiện kỹ thuật hải quân và xe bọc thép. Đây là thông tin không gây bất ngờ vì Nga vẫn có truyền thống cung cấp tín dụng cho các đối tác thân quen tại châu Á hay châu Mỹ Latin để mua sắm vũ khí do mình sản xuất, như một hình thức kích cầu tiêu dùng. Đáng chú ý hơn nữa là khác với nhiều quốc gia Âu Mỹ, Moscow thường chấp nhận hình thức thanh toán đổi hàng. Quốc gia nhận khoản vay sẽ trả chậm bằng dầu mỏ, hàng dệt may hay nông sản, chứ không phải bỏ tiền mặt. Ngoài ra, ông Mikiev còn nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng phát triển công tác thiết kế thử nghiệm cùng với Việt Nam. Ông cho biết, chúng tôi quan tâm đến việc tạo lập một trung tâm nhiệt đới ở Cam Ranh. Chúng tôi đã giới thiệu với các đối tác Việt Nam về dự án lớn an ninh đô thị và sẵn sàng đi tới thỏa thuận nội dung chi tiết về vấn đề này. Việc hợp tác phát triển sáng chế vũ khí với Việt Nam được cho là sẽ giúp Nga tiếp cận tốt hơn các thị trường tiềm năng tại châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà trang bị quốc phòng sản xuất tại xứ lạnh phải được sửa đổi sao cho phù hợp điều kiện hoạt động tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Theo nhiều báo cáo, hiện nay, Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 dựa trên thiết kế KH-35 Uran-E hay tên lửa phòng không vác vai TL-01 phiên bản của SA-16. Kết thúc buổi phỏng vấn, ông Mikiev đã nói, hiện nhiên chúng tôi có những lưu ý nghiêm túc từ phía Việt Nam. Tôi hy vọng rằng sau khoảng tạm ngưng nào đó, chúng ta sẽ nhận được các dự án công suất mạnh hơn những đề án đã thực hiện trước đây. Với diễn biến này, có cơ sở để kỳ vọng rằng trong tương lai gần, Việt Nam và Nga sẽ khởi động những dự án công suất lớn liên quan tới chủ đề quốc phòng nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên, củng cố sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Vì sao Nga loay hoay cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc? Quý vị và các bạn thân mến, trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, Nga có khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò là trung gian hòa giải. Nói trên Forbes, Jeremy Maxey, cố vấn cấp cao về năng lượng của tổ chức Longview Global Advisors, chuyên gia về địa chính trị và năng lượng, ngày 9 tháng 5 bình luận rằng Biển Đông là một câu hỏi hóc búa đối với Nga. Moscow đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ với Bắc Kinh và Hà Nội. Tương tự nhận định trên, Stephen Blank, chuyên gia về chính sách đối ngoại quốc phòng Nga cho rằng Moscow đang theo đuổi một chiến lược bảo hiểm rủi ro ở Đông Nam Á. Cho đến nay, ngoài Việt Nam, thành công của chiến lược này của Nga khá hạn chế trong khu vực Đông Nam Á. Vị trí, vai trò và tư thế của Nga về mặt quân sự ở Đông Nam Á chủ yếu gắn liền với khả năng truy cập và sử dụng dịch vụ tại cảng Cam Ranh của Việt Nam. Nga có thể sử dụng dịch vụ tại Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 hoạt động tại Thái Bình Dương. Jeremy Maxey lưu ý, việc này có thể sẽ không phải là độc quyền cho riêng Nga nữa, bởi tình hình có thể đã thay đổi. Nga đang là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu của Việt Nam. Theo học giả Ian Story từ Singapore, Nga cung cấp 90% nhu cầu vũ khí của Việt Nam, bao gồm 6 tàu ngầm Kilo, 6 kinh hạm Gepard, 6 tàu hộ tống Tarantul
6 tàu tuần tra Svetyorsk, 32 chiến đấu cơ Su-30 và các hệ thống tên lửa phòng không. Nga cũng đang tìm cách mở rộng thị trường vũ khí sang Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia. Ngoài ra, Nga đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng của Việt Nam. Rosatom, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Nga, thắng thầu năm 2002 trong việc xây dựng hai lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2023-2024 và đang bắt đầu triển khai. Nga hợp tác chặt với Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam nhiều năm nay, trong khi không một công ty nào của Nga tham gia đấu thầu 9 lô dầu khí mà Trung Quốc tuyên bố mời thầu phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa Việt Nam tháng 8 năm 2012. Mặc dù có lợi ích chung trong việc giảm bớt quyền lực và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, sự ủng hộ của Nga với các nỗ lực thay đổi hiện trạng đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ vẫn rất hạn chế và thận trọng, đặc biệt là khi các sự kiện tiếp tục leo thang. Bởi lẽ sự hỗ trợ rõ ràng của Moscow với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về pháp lý, ngoại giao và chiến lược, sự coi thường của Trung Quốc với UNCLOS, một phương tiện giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải, cũng như nỗ lực của Bắc Kinh hạn chế tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đang tạo ra rủi ro chiến lược lâu dài cho chính nước Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông, Nga chắc chắn sẽ hỗ trợ Trung Quốc bằng cách không biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chứ không phải phủ quyết bất cứ dự thảo nghị quyết nào chống lại Trung Quốc. Đây chính là cách Bắc Kinh đã thể hiện quan điểm khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và phải đối mặt với một dự thảo nghị quyết trừng phạt mà bị đưa ra Hội đồng Bảo an ngày 15 tháng 3 năm 2014. Hơn nữa, gần đây, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố rằng Moscow ủng hộ Trung Quốc chống quốc tế hóa, chống can thiệp vào Biển Đông. Tuyên bố chống quốc tế hóa Biển Đông và chống can thiệp vào Biển Đông từ bên thứ ba mà ông Lavrov đưa ra rõ ràng nhằm vào Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này cho thấy, ngoài những toan tính của riêng mình, Moscow muốn thúc đẩy một tầm nhìn chung với Bắc Kinh trong chiến lược quốc tế đa cực, cạnh tranh sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nga không có động cơ can thiệp quân sự vào Biển Đông vì đó sẽ làm loãng sự can thiệp quân sự và ưu tiên chiến lược của Nga trên hai địa bàn, Ukraine và Syria. Trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, Nga có khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải, Jeremy Maxim nhận định. Còn trong trường hợp Trung Quốc đụng độ với Philippines, nhiều khả năng Moscow sẽ ngồi trên băng ghế dự bị. Ít khả năng Nga tham gia vào một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa Trung Quốc với Mỹ ở khu vực. Thái độ lập trường của Nga trên Biển Đông sẽ vẫn còn có thể thay đổi phụ thuộc vào phán quyết của Ủy ban ranh giới thêm lục địa của Liên Hợp Quốc về yêu sách của Nga với Bắc Kinh. Một tuyên bố bất lợi cho Nga có thể khuyến khích Moscow đứng chung hàng ngũ với Bắc Kinh để viết lại các quy tắc quốc tế về chủ quyền và quyền lợi hàng hải. Tuy nhiên, Điện Kremlin sẽ phải đánh giá rất thận trọng về tương quan lực lượng trước khi đưa ra bất cứ động thái nào ở Biển Đông hay Bắc Cực, bởi chúng đều có thể để lại hậu quả. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.